Sáng nay ngày 14 tháng 4, đoàn kiểm tra giám sát chuyên đề năm 2023 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương. Cùng tham dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lộc. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã thu hút tập hợp đông đảo hội viên tham gia vào tổ chức hội và hoạt động hội đạt kết quả cao. Tính đến cuối năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương có gần 300.000 hội viên thuộc 585 chi hội trên 91 xã phường thị trấn. Ở mỗi chi hội đều thực hiện rất nhiều mô hình, phong trào thi đua hướng đến xây dựng hình ảnh phụ nữ Bình Dương có sức khỏe, có tri thức, sáng tạo, trách nhiệm. Trong đó nổi bật là phong trào phụ nữ tài năng duyên dáng, phụ nữ khởi nghiệp, thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn an sinh xã hội với tổng chi gần 7 tỷ đồng. Trong đó có gần 200 triệu hỗ trợ cho 1.679 lượt trẻ mồ côi. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận và đánh giá cao một số kết quả Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đạt được, như triển khai đầy đủ các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, triển khai học tập nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc và các cấp hội đầy đủ. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cũng cho rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương là đơn vị nổi bật ở cụm phía Nam vì là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, hội không nên dừng ở kết quả hiện tại mà tiếp tục phấn đấu đưa phong trào chất lượng hoạt động hội ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa vì sự tiến bộ của phụ nữ, huy động sự chung tay của toàn bộ hệ thống chính trị trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã hội bình đẳng, hạnh phúc phát triển, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và thực hiện công việc để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ hội, thích ứng với mọi điều kiện yêu cầu trong thời đại mới.